Rồi. Đó, những người nào mà còn còn ngồi được thì cứ ngồi ha, mấy bé thì cho đi ngủ đi tại khuya rồi. Ok. Bây giờ mình nghe lại cái này một chút xíu nữa. Bà muốn nói, cô muốn nói để cho tụi con học một cách tự nhiên, không có phải lo âu cái gì nhiều hết á, tại mình khẩn trương mình học cũng không được. Đúng không? À. Ok, bây giờ cô muốn tụi con cứ nghe tới nghe lui, nghe cho tới khi nào mở miệng ra là nói liền. Có thể mình thiếu cái chữ đó cũng không sao hết á nha. Mình không có phải bắt buộc mình phải là phải đúng cái chữ đó, tại vì tiếng Anh nó có nhiều chữ để mà thay vô cái chữ mà mình thiếu đó lắm. Thí dụ như I can get the money to get a jet, hoặc là I can get the money for a jet. Bây giờ mình thay cái chữ for đó cho một cái chữ nào khác cũng được. Thành ra tụi con không có sợ cái phải phải cho đúng cái chữ đó nha. Ok. Rồi bây giờ bà cho nghe một cái bài này. Có gửi mail lại cho bà mà sao con chưa có nhận được bài? Con chưa nhận được hả? Con là mail của con là gì? Tên của con là gì? Con là Đăng Khoa phải không? Dạ con hồi nãy con gửi mail qua là bằng là cái tên mail con là Ok. phan43035@gmail.com Phan 43035 hả? Ok, để tại nhiều người tên Phan lắm. Ok, rồi giúp con có vào trong cái group Telegram chưa? Đăng Khoa ở trong cái group Telegram đó, tụi Có con để cũng có bài bài. đó coi Thấy không? thì Bây giờ hãy trong cái tiếng Anh tụi đó, con cái lớp tiếng Anh ở trong cái group trong Telegram đó là trong đó nó có bài vở ở trong đó hết, Ok, bây giờ bà vào chị trong đó nha. con lấy bài đó coi. Ok, bây giờ Telegram bà cũng có một cái Telegram của bà nè, mà mở vô đây là một một đống bài vở nè tụi con. Nào. Con xe đầy đủ đó hết con. Dạ, nhưng mà giờ cô nói tại vì có nhiều cô muốn nhiều cái cổng, hễ không vô được Telegram thì có cái trực tiếp của cô để cô gửi cho tất cả mọi người. Tại vì không thiếu bài rồi cứ hô là không có bài rồi cái đó là tự nhiên tụi con mất thì giờ, đúng không? Rồi bây giờ nghe lại ha, để cho nghe lại cái chữ G này. Trước khi tụi con vào chữ G là tụi con vào những cái chữ A, B, C trước nha. Cứ nghe tới nghe lui đi, bà cho nghe nhiều thứ lắm. Rồi thêm một cái kênh nữa là tụi con mà lạc mấy cái kia đó thì tụi con vào cái YouTube của bà đó, cái kênh của bà đó, Michelle Dương đó, vô cái lớp Anh ngữ thực hành ươm mầm là tụi con nghe lại cái giọng của bà được hết. Thấy không? Thành ra nếu mà lạc vô những cái chỗ nào khác thì mình cũng vẫn phải trở lại mình đi tìm ra được. Nên ra tụi con vẫn nghe được như thường. Nghe không? À, đây này bà cho coi cái YouTube của bà nè. Luôn luôn bà upload lên trên cái YouTube của bà là để tụi con nghe, mà cái kia không rõ đó thì tụi con nghe cái tiếng của bà cho nó rõ rõ. Thấy không? Thì hôm nay bà chỉ hết tất cả những cái này để cho tụi con học. Học để có hiệu quả. Cái kết quả là cái hiệu quả mà mình học được. Rồi vô cái Michelle Dương của bà ha, đây nè, trong này là đầy hết. À, lớp con mở ra con thấy cái lớp ươm mầm. Tất cả những cái gì thuộc về ươm mầm. Đợi đợi bà tí xíu. Rồi. Bà cho nghe cái lớp ươm mầm đây nè, bà đều upload lên. Con tìm cho ra cái ươm mầm hoặc là con đánh vô ươm mầm. Tất cả cái mấy cái video này được share lên trên group hết đó con, tại vì không chịu vô đó coi chứ còn phải là thì không có thì thông tin đâu. thì để cô biết điều đó. À, luôn luôn là như vậy, luôn luôn xảy ra cái chuyện như vậy, không phải là không chịu. Nhiều khi có những cái Không nó gọi chịu là hành con mà vi không biết mở. không biết, đúng là nhiều chuyện lắm. Thành ra mình phải có nhiều cái kênh để cho tụi con vào. À, thí dụ như lớp ươm mầm. Đợi, đợi cô đi cô chỉ để cho tụi con vào được ha, vào cái video của cái bà Nâu, cái Michelle Dương thì tụi con sẽ vào được mấy cái lớp mà bà upload lên. Tụi con sẽ thấy ươm mầm nhà Nâu lớp Anh ngữ thực hành. À, trên đây có 52 người vào là tụi con có vào. Đây nè.
Rồi đây nè, bà cho coi mấy cái lớp và à, thấy không? Luôn luôn là cô bà có cô có đưa vào trong cái lớp của cô nữa, thành ra tụi con mà không vào được mấy cái khác thì đi vào cái YouTube của cô, tụi con phải tập cái đó à, mà tập cái này đó nhiều khi mất nhiều thời gian lắm. Rồi hôm nay cô muốn nói như vậy là để cho tụi con biết á, là tụi con không tìm được chỗ này thì tụi con phải đi tìm ở chỗ khác, tự mình phải đi tìm, cái đó là độc lập, nhớ nha. À, lớn cũng vậy mà nhỏ cũng vậy à, nhiều khi tụi con đi làm cái tụi con không có giờ, cái tụi con tìm không thấy cái không làm, không phải như vậy đâu. Cái đầu của mình là phải đi tìm là phải lục lọi tìm tòi sục sạo ở bất cứ mọi nơi, mà giờ cô cho cái kênh, cái khâu, cái khúc, cái phân khúc để đi tìm, thì những cái gì mà cô gửi vô cho email của mình là tự mình làm ra, mình mở ra được. Bây giờ không có cái email, thí dụ không có email mà mình có được cái Telegram thì phải chạy vào trong cái Telegram để tìm. Rồi cô cho vào trong cái group, là nếu tụi con tìm con không được thì tụi con phải hỏi, tụi con gọi điện thoại cho bác Minh, cho anh Minh, hay là cho bất cứ ai mà trong cái nhóm của tụi con để tụi con hỏi trong nhóm đó, bởi vì tụi con không có cái sự liên kết đó. Đây là cô cho một cái nhóm, trong đó có Đăng Khoa có thể gọi cho Tony, Đăng Khoa có thể gọi cho Alexandria, tụi con không có đi hỏi điện thoại của mỗi người. Tụi con thấy không? Cái cách mà tụi con sống ở Việt Nam là tụi con sống ở trong một cái khung của tụi con thôi, tụi con không có đi ra khỏi cái khung đó. Thì hôm nay cô muốn nói để cho tụi con hiểu, cái nhóm số 1 có 7-8 người, tụi con thiếu cái bài gì là tụi con phải gọi điện thoại cho 7-8 người trong cái nhóm của tụi con để hỏi. Giờ tụi con bắt đầu làm chuyện đó đi. Đó, thì trong 8 cái người mà bà nghĩ là đọc đã giỏi khá rồi thì tụi con phải tiếp trợ và giúp đỡ lẫn nhau, nghe không? Giờ Đăng Khoa là con có thể gọi cho Alexandria, con có thể gọi cho Dano, con có thể gọi cho bác Đức Minh, con phải xin điện thoại của cái nhóm đó liền. Mỗi người đầu tiên nhất phải xin cái điện thoại liền để mà liên lạc với nhau. Tụi con có thấy là ở Việt Nam tụi con không có cái sự kết nối đó, không có sự liên kết đó. Chứ bà cho vô một cái lớp nhóm hồi bà đi học á, 50 năm về trước, có vô một cái nhóm một cái là bà lật đật bà xin điện thoại của người ta liền, để có gì mình gọi điện thoại cho người ta, lỡ mình thiếu bài, lỡ mình không đi học, mình còn biết đường để mình theo dõi cái lớp. Cho nên cái nhóm là học như vậy đó. Rồi bây giờ nhớ không, bây giờ cái nhóm mà number one group là tụi con phải mỗi người phải có điện thoại của nhau để mà liên lạc với nhau, đó là một. Cái thứ hai là đã có một cái group là trong Telegram, tụi con phải vào trong Telegram để mà tìm nhau, tụi con lạc nhau, tụi con phải đi tìm, đúng chưa? Chứ không có ngồi đó mà chờ người ta đi tìm mình phải đi tìm người ta. Ví dụ Đăng Khoa bữa nay thiếu một cái bài, không nhớ, không biết đọc cái chữ này, con phải đi hỏi trong nhóm của tụi con, hỏi bác Đức Minh cái này bác đọc như thế nào và làm như thế nào. Rồi cái đó là cái tụi con học một nhóm. Cái lợi ích của một nhóm là một người biết là 6 người 8 người cùng biết, là có nghĩa là 8 người cùng có 8 cái ý tưởng khác nhau, cùng chia sẻ với nhau. Giờ tụi con hiểu không? Đó, cô lập nhóm là để như vậy. Thì trong cái nhóm làm sao để học là tụi con mọi người đều phải biết. Không có thể nào nói rằng dạ con không biết được, đúng chưa? Mà không biết được đó, ban đầu cô chia ra là 7 người trong nhóm, phải không? Cô sẽ chia ra một nhóm 4 người thôi. Trong 4 người đó là phải có trách nhiệm với nhau. Một người không biết là 4 người kia đều bị trách nhiệm, hiểu không? À, tại sao mình không biết, tại sao mình không chia sẻ với nhau, đúng chưa? Thành ra bây giờ bà muốn tập cho tụi con như vậy, những người lớn như vậy, rồi tới những người bé cũng sẽ làm y chang như vậy. Đầu tiên là phải học cái theo cái kiểu đó cái đã, rồi từ từ mình tính tiếp. Mà cô May cô nói tụi con học rất là giỏi, tụi con học rất là nhanh lắm đó. Từ cái mà không đọc được, không mở miệng ra nói được mà bây giờ đã như vậy là rất là tốt, đúng không? Thành ra cứ cố gắng như vậy đi. À, nó khó lắm, và tiếng Anh là khó nhất. Tiếng Anh khó không phải là phải chia động từ này kia cái nọ, là tại vì nó có những cái chữ thấy như vậy mà không phải đọc như vậy, cái đó là cái khó, đúng không? I, đúng không? Nhưng mà tới chữ ice cream thì ok, tới chữ igloo cái là nó không ok. Tại sao đang ai cái ra đây ui,
nhưng mà tại nó có hai cái âm, âm ngắn và âm dài. Âm ngắn là y, còn âm dài là ai đó, nó chỉ có như vậy thôi, đó là nguyên tắc. Giờ bà cho nghe lại nha. Bây giờ trong cái nhóm mà một đó là bà có cho thêm cái speaking cartoon nữa, có phải mở cái speaking cartoon ra để mà nghe mấy đứa nó nói chuyện nha. À, mấy đứa nó nói chuyện nhiều lắm, chẳng hạn như là trong cái speaking cartoon cũng có English xinh xinh nhưng mà nó đều là speaking cartoon. Thì hôm nay cô cho nghe cái speaking cartoon này nghe chơi thôi, tại còn có đây 5 người nè, nghe cái này. It's $10, nghe nha. Nghe lại cái chỗ này, bà có gửi cái này cho cái group one để mà nghe thêm. Bài học là một chuyện, còn mình nghe thêm là một chuyện nữa. Giờ nghe cái speaking cartoon này chút xíu là bà có cho nghe Learn English for Kids. So I've got my essay written and I've been working on it for a while. I'm going to show you how I use Grammarly. It's a box. Rồi tụi con học cái box rồi. Nghe đây, cái này bà có gửi rồi đó nha. It's a box. It's a box. Là nó là một cái hộp. What's that? It's a pencil. It's a pencil. Đó, bà có cho nghe cái này rồi. Thank you. You're welcome. You're welcome. Wow, pizza. Wow, pizza. Pizza là một món ăn của Ý. What color is it? It's red. It's red. 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 Stop. Stop. Green. Go. Aha. Aha. Oh, it's green. Oh, it's green. Okay, let's go. Green, okay, go. Let's go. I like go. Green. I like green. Red. Stop. Red, stop. Green, red, go. Stop. Green, go. Green, go. Red, stop. It's raining. It's raining. Trời mưa. You need an umbrella. Don't worry. Don't worry. Can I have an umbrella? Can I have an umbrella? Yes, I do. Yes, I do. What color is it? It's green and white. It's green and white. Wow, it's really big. Wow, thank you. It's really big. Thank you. Mấy cái chữ này là tụi con học hết rồi đó. Dad? What time it's is it, Dad? It's 7:30. Thank you. What time is it? What time it's is it? Eight. It's 8. Time for breakfast. Time for okay. breakfast. Coming. Okay, coming. Are you ready? Are you ready? Yes, we're ready. Yes, we are ready. Let's go to school. Go. Good. Let's go to school. Let's Please, go home. Wait for me. Wait for okay. me. Okay. Late. Time for bed. Okay. It's late. Night, Mom. Time for bed. Good night, Dad. Okay. Good night. Good night, Mom. Good night, and good night, Dad. Four tickets, please. Mom, I'm hungry. Mom, what time is it? It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Time for lunch. Time Let's for go. Lunch. Let's go. Wow. What time is it? Wow. Oh my. It's 1 o'clock. Oh my. It's 1 o'clock. Very late.
Hurry, hurry là đi lẹ lẹ về, à, bị trễ rồi. Phải đi chứ mà đủ mày. Đỡ, đỏ, đỏ. What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy? It's Wednesday. Sorry, I can't. Sorry, I can't. Let's play on Friday. Sounds good. Rồi, giờ mình cho nghe lại nha. Đó là cái câu chuyện đó, ha. Chơi baseball này, tụi con thấy không? Đó, chơi này, chơi baseball. Wow, a talking bird. A talking bird. Con két nó biết nói. Ấu ấu ra vậy. I'm fine. Wow, he's cute. Wow, he's cute. Okay. How old are you? Okay, bây giờ bà cho nghe cái này là cho group 1 đó, là phải nghe cái bài này ha. Cái này là bắt đầu nói chuyện rồi, giờ cho nghe lại nha. Rồi tất cả cái group 1 là 7 người là phải biết cái này rồi. Giờ cho nghe lại ha. It's a box. It's a box. It's a box. Wow, what's that? Cái đó là cái gì? It's a pencil. Thank you. Đó là cái viết gì? Thank you. You're welcome. You're welcome. Tụi con thấy không? Khi nào thank you là mình phải trả lời liền. You're welcome. Wow, red, red, stop, green, go, red, đỏ là phải ngừng lại, red, stop. Ơi. Okay, let's go. Let's go. I like green. I don't have an umbrella. Oh, trời mưa mà tôi không có cái gì. You don't have an umbrella. Yes, I do. What color is it? It's green and white. It's big. It's really big. Thank you. What time is it, Dad? It's 7:00. Thank you. What time is it? It's 8:00. Time for breakfast. Okay, coming. Let's go to school. Oh, please wait for me. Okay. It's late. Time for bed. Okay. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night. Mom,
time for lunch. Let's go. What time is it? Oh my, it's 1 o'clock. Very late. We're late. Let's hurry. Đi coi phim mà đi trễ. Nào. Can you play baseball this afternoon? What day is it today? It's Wednesday. Sorry, I can't. I have a piano lesson. I have a piano lesson. Play on Friday. Let's play on Friday. Sounds good. Sounds good. Cái trò này là baseball đó. Wow, a talking bird. How old are you? How old are you? I'm fine. Wow, he's cute. Wow. How old are you? I'm 5 years old. Oh, I'm sorry. Right. Okay. Big sister is 8. Is she okay? How smart. Okay. Rồi, cô đã gửi cái bài này rồi. Mình nhớ nha tụi con không tụi con vào cái Telegram nha. Nhất là trong cái nhóm mà group 1 là phải vào Telegram để mà gặp nhau nha. Nhớ nha, có gặp trong đó thì có chú Đức Minh nè, có Donna, có Alexandria, có Tony nha, tụi con nhớ nha. Tụi con thấy Tony. Dạ có tụi... để liên lạc với Tony coi. Để cô kêu Tony liên lạc với con. Bài nhớ thì. Cái gì con? Bài nhớ thì đến. Rồi, bà sẽ nhắn cho con. À, Alexandria nữa, thấy không? Là nguyên một cái nhóm mà tiếng Anh là khá rồi đó, là bà cho vô một nhóm để tụi con học với nhau. Và nhất là cái speaking cartoon này nó rất là quan trọng. Nhà tới một cái giai đoạn bà không muốn tụi con nhìn vô chữ nữa, tụi con cứ nghe nói thôi, nói thiếu chữ cũng được. Nếu thiếu chữ thì mình sẽ thêm chữ nha. Chứ đừng có sợ là thiếu chữ cái mình không có chữ đó cái mình nói không được. Đúng không? Ok. Bây giờ có nhiều người nói như vậy nè. I want egg. Thật sự nó là I want some egg. Là thiếu chữ some. Đúng không? Nhưng mà mình không quên cái chữ some thì mình nói I want egg là cũng được. Đúng không? Thì bà cho tụi con nghe như vậy. Bây giờ cái đoạn đó tụi con nghe nhiều hơn là tụi con nhìn vô chữ. Tại vì cái chữ Việt á thì nó có dấu, cái chữ Mỹ nó không có dấu, đúng chưa? Rồi một tới khi tụi con có từ, tụi con nói đúng rồi đó, là bà sẽ cho tụi con từ để tụi con học. Mà mình học từ đó, mình không phải dịch ra từ cái chữ này ra chữ kia, mà mình dịch, mình nói cái khái niệm đó bằng cái tiếng Việt nó ra tiếng Anh. Hai cái nó khác nhau. Tụi con dịch đó, tụi con mất thì giờ để mà dịch rồi lỡ quên đó là mình không nói ra được cái tiếng đó. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình cho nghe mấy cái nhiều cái nó cũng thì là một cái bài đó, nhưng mà nhiều cách thức mà người ta trình bày nó khác nhau. Bây giờ có một cái vocabulary này, bà có gửi vocabulary cả 100 chữ để cho tụi con học. Đó là từ, nhưng mà cái đó từ từ tới lúc nào đó tụi con sẽ học được. Nên đừng có lo, bây giờ chỉ nghe cái giọng cho nó đúng, phát âm cho nó đúng. Và cái tiếng Anh nó khác cái tiếng Việt. Nghe không? Tiếng Anh nó không có 6 cái dấu giọng, 5 dấu giọng. Mà tiếng Anh là, ví dụ, I want some egg. Đó, giống như mình hát vậy đó. Egg. No, I don't like it. Nghe không? Nhưng mà nó không phải là lá rách, không phải vậy. Nó là I don't like it. It is a birthday gift. This is what I got. Đó, tiếng Anh nó là như vậy đó. Không?
Thành ra tụi con muốn mà nghe cho rõ là tụi con vào cái YouTube của bà đó, bà upload lên đó là tụi con nghe lại được hết. Đúng không? Tụi con cứ nghe nghe đi nghe lại trong cái YouTube cái ươm mầm lớp Anh ngữ, ươm mầm nhà nâu là tụi con vào được. Đúng không? Tụi con biết vào, tại có mấy chục người vào rồi. Thành ra bà biết là tụi con có vào, vào để nghe lại thôi. Đó. Thì thí dụ trong cái máy nó nói đó thì tụi con nghe không được. Nhưng mà khi tụi bà cũng nói lại y chang như vậy mà tụi con lại nghe được. Đúng không? Đó. Thì bây giờ là nó như vậy. Học tới chữ G rồi. Giờ tụi con học từ lại A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G là 7 chữ rồi. Mình chỉ có 26 chữ thôi. Rồi ngày mai đó là mình học chữ H. Và ngày mai đó là bà sẽ dò lại từ A, B, C, D, E, F, G. Là cho cái group 1 nha. Rồi còn rồi bà sẽ lập ra cái group 2. Một cái lúc group 2 cũng khoảng 6-7 người. Rồi bây giờ ok. Con cái gì? Rồi ngày mai là mình học cái chữ H, hai chữ G với chữ H. Là ngày mai bà cho nghe lại G và H. Bây giờ cái group 1 đó là từ ngày thứ 2 cho tới ngày thứ 6 đó là tụi con phải học với nhau. Học cái speaking cartoon, bà sẽ gửi lại cái speaking cartoon cho tụi con. Tại vì cái này nó dài lắm, nó nhiều lắm, tụi con nghe tới nghe lui, nghe đủ thứ, nghe sao cũng được hết á. Nghe cho tới khi nào mình nhắm mắt lại mình cũng nghe nó nữa, đó là tốt. Đó là cách để mà học ngoại ngữ. Mà bà bảo đảm bà chỉ dạy tụi con trong vòng 6 tháng là tụi con có đủ từ để tụi con nói chuyện với nhau. Đúng không? Rồi sau 6 tháng đó mình sẽ đi tới bước thứ hai, coi như là cấp 1, là từ 6 tháng tới 1 năm. Mà bà nghĩ là 6 tháng là tụi con đã nghe được và người ta hỏi là mình bắt đầu mình biết trả lời rồi. How old are you? How are you? Là tụi con tự động tụi con trả lời được. Đúng không? Nhưng mà bà không muốn, cô không muốn tụi con á, là phải khẩn trương khi học một ngoại ngữ. Mà học ngoại ngữ là trò chơi của mình. Tụi con phải nghĩ là học chơi nhưng mà là thiệt. Còn tụi con khẩn trương đó thì tới chừng mà nói mình sẽ bị khẩn trương tới mình nói không được. Không, cô chỉ muốn tụi con nghe cái âm cho nó được. Nghe người ta nói cái là mình biết người ta đang nói gì. Có thể mình không có từ, không sao cả. Ngày bà đầu tiên bà học tiếng Anh, cô học tiếng Anh đó, cô học từ tiếng Pháp qua tiếng Anh. Cô chỉ hiểu tiếng Pháp chứ cô không hiểu tiếng Anh. Đúng không? Thì cho tới một cái thời gian kia cái cô mới nghĩ, ủa mình cứ nghĩ bằng tiếng Pháp thì làm sao ra được tiếng Anh. Thì lúc đó mình phải nghĩ bằng tiếng Anh. Nhau cũng tiếng Tây cũng nói y như vậy, tiếng Việt cũng nói như vậy, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình nghĩ bằng tiếng Việt. Ví dụ con nói là con muốn đi làm, thấy không? Tiếng Anh là I want to work, I want to get a job. Tôi muốn có việc làm, I want to get a job. Khi con nghĩ bằng tiếng Anh thì nó ra cái chữ tiếng Anh, còn con nghĩ bằng tiếng Việt thì con phải dịch nó ra từ tiếng Việt ra tiếng Anh nó mới ra được cái câu. Thành ra bây giờ cô dạy theo cái phương pháp này là tụi con sẽ nghĩ bằng tiếng Anh. Cái tiếng Việt nó không có bao giờ mất hết á, là tiếng mẹ đẻ của mình không bao giờ mất. Có thể mình không nói tiếng Việt nữa thì khi mình nói mình không có cái chữ để mình nói, nhưng mà một hồi nó sẽ trở lại thôi. Thành ra cái đó mình không có sợ bị mất cái tiếng mẹ đẻ của mình. Mình học một cái tiếng mới rồi mình nghĩ bằng tiếng Anh thì nó sẽ ra bằng tiếng Anh. Đó, thì hôm nay cô cho nghe mấy cái bài như vậy. Rồi tụi con nhớ là mình không có khẩn trương trong cái chỗ mà cô biết cái cây câu nó dài lắm mà tụi con đã đi theo được như vậy là tụi con rất là giỏi. Cô May cô nói tụi con giỏi lắm á. Chứ hồi xưa cô May mất cả chục năm, còn tụi con là có mấy tuần lễ à, thấy không? Mà bây giờ là tụi con chưa bao giờ nghe cái tiếng Anh, chưa bao giờ nghe cái tiếng Anh của người Mỹ. Tụi con có thể nghe tiếng Anh của người Việt nhưng mà tụi con chưa có nghe cái tiếng Anh của người Mỹ. Thì ngày hôm nay là tụi con nghe tiếng Anh, nghe trực tiếp tiếng Anh của người Mỹ. Thấy không? Mà tụi con theo được, tụi con đọc được. Mặc dù nó vẫn còn lơ lớ cái tiếng Việt Nam, cho tới lúc nào đó tụi con sẽ mất cái âm hưởng của tiếng Việt Nam đi thì nó hoàn toàn là tiếng Anh hoàn toàn. Đó, giờ mình còn 10 phút nữa để mình trao đổi. Thì tụi con thấy là tụi con học như thế nào, tụi con cần phải thay đổi cách như thế nào nữa. Giờ Hạnh Nhữ này nói cho bạn nghe, cho cô nghe thử coi.
Con hả? Con không có ý kiến gì đâu con. Ừ. Điều con nghe nó hơi con nghe đi nghe lại, nhưng mà cái lúc con nói nó hơi khó, chỉ là con nghe dạ. Con nói không được. Không sao. Tại vì đây nào giờ cô cho một cái thí dụ. Đức Minh có một đứa con gái. Nó không bao giờ nó mở miệng nó nói, kể cả tiếng Việt nó nói ít lắm, nó vài ba chữ ha. Nhưng mà bây giờ nó mở miệng ra nó nói là nó bắt đầu nó phát âm được. Mặc dù là nó rất là khó. Con cũng vậy thôi, tại vì con mới vào mà. Thấy không? Cái nghe được rồi là tốt rồi. Rồi từ từ sẽ nói ra được. Cũng như Đức Minh nè, 4 năm trước cô cũng dạy tiếng Anh vậy, vừa tụi con tưởng không hả? Không có ai mà mở miệng ra nói, chỉ nói được yes, ok, no thôi, ba chữ thôi. Nhưng mà bây giờ đó, tụi con nghe nguyên câu nói lại được, là tại tới một cái giai đoạn nào đó, nó sẽ làm được. Cái não của mình nó sẽ đánh vào và nó sẽ làm cho mình nói. Chứ không phải là mình bắt nó nói mà nó nói đâu. Tại vì tất cả là đều nằm trong cái hệ thần kinh của tụi con. Thì khi cô cho tụi con nghe, cái nghe đó là cái âm nó đi vào. À, cái âm điệu nó đi vào trong cái não con, cái não mới bắt đầu làm việc, cái não nó mới nói cho tụi con biết, cái não nó làm việc, nó mới làm ra cái chữ, chứ không phải là tự nhiên mà tụi con học cái chữ nó ra cái chữ. Giờ tụi con hiểu cái đó không? Thành ra đừng có lo cái là ủa con nghe thì được mà con nói không được, không sao hết, không sao cả. Bây giờ thấy bé Apple của Đức Minh Hồng nó không biết chữ, tụi con nó đâu có đi học đâu, nó chưa đi học mà. Mà khi mà nó nói theo cô là nó nói y chang, nhưng mà nó không có chữ, đúng không? Đương nhiên nó chỉ nói được như vậy thôi, nhưng mà cô nói sao nó nói ra y chang như vậy. Cho tới cái khi cái não của nó tiếp nhận được là tự động nó vô thôi. Thành ra cô không có ép. À, cô nói cô cứ đọc theo bà, nó đọc theo như vậy là ok rồi. Mặc dù nó không biết cái chữ đó là chữ gì đó. Thì cái đó là cái đầu tiên của trẻ con ở bên Mỹ nó học. Nó đâu biết đâu. Là cái... Thành ra đầu tiên là tụi con nghe, thành ra cô muốn tụi con cứ nghe thuộc lòng trong não thì từ từ mới nói được. Đúng rồi, thuộc lòng là mình muốn thuộc lòng thì mình thuộc lòng, không thuộc lòng cũng được. Cái mà cô dạy là không cần tụi con thuộc lòng, tại vì nó biến đổi, nó biến chuyển, nó thay đổi. Bây giờ tụi con thuộc lòng cái mắt vô cái chữ đó, cái con thuộc chữ đó, cái qua cái khác mình đổi chữ đó, cái tụi con thấy ủa sao nó kỳ quá, lại không được. Thuộc lòng là nhồi sọ. Thành ra cô không có cho tụi con thuộc lòng, cô chỉ muốn tụi con nghe và nói theo, nói ra một cách phản xạ tự nhiên. Thấy không? Mà cô biết là tụi con làm được là khi cô nói là khi cô gọi tên tụi con là tụi con trả lời liền mấy đứa nhỏ đó, thấy không? Yes, I'm here teacher. Hồi xưa nó không nói được tụi con. Mấy tháng trước nó không nói được. Mà bây giờ nó tự động nó nói, nó là phản xạ tự nhiên. Thì tụi con cũng vậy thôi, người lớn cũng vậy mà con nít cũng vậy. Đừng có nghĩ là người lớn học không được. Có nhiều người có cái ý nghĩ là mình học không được, không có đâu. Ai cũng học được hết. Một bà già 80 tuổi, bà vẫn học được chính thường. Bà học tiếng Đức nữa. Nha, cô biết con bà Mỹ nè, mà tiếng Mỹ mà đã nói tiếng Mỹ rồi là không có nói tiếng nào khác hết á. Nhưng mà tới trường bà học á, cô chỉ bà học có 6 tháng, bà học xong bà khoái chí lắm. Thành ra cái cách học của cô là tụi con tiếp nhận, tiếp cận, xong rồi tự nhiên tụi con phát nó ra. Thấy không? Đó. Bây giờ Đức Minh nè, Đức Minh học rất là nhanh, thành ra con muốn hỏi kinh nghiệm của Đức Minh nói cho mọi người biết đi. Muốn nói được con nghĩ là cố gắng nghe cái sao nhiều cô. Đúng rồi, nghe được là nói được. Cái sao nó phân tích âm nó rất là rõ thì nghe kỹ cái sao thì nói là được. Đúng rồi, Mỹ là vậy, là listening là nghe xong rồi là tự động nói. Thấy không, thành ra tụi con đừng có lo. Bà biết như Đăng Khoa mấy bé nè, nó đọc không được, cái nó mặt mày nó cao nhăn lên, nó sợ, đúng không? Không có gì hết á, tụi con đọc được thôi chứ đâu có gì đâu, cười mà. Cô dạy tụi con là cười, thấy không? Đọc cũng vậy, mình cười chứ mình không có khẩn trương để mình đọc, không cần. Thì nó bây giờ cái nghe được cái sao, rồi cái sao là cái âm. Bây giờ bà nói về cái âm ha, tiếng Việt Nam đó, tại vì cô không biết tại sao mà họ không biết cách dạy cho tụi con cách phát âm, thấy không? Chữ A đó là phát âm ra là chứ không phải là A. A là cái chữ, B là phát âm ra là mộng cái miệng lại, mở ra thì nó ra chữ B. Chứ không phải là bờ, không phải bờ là bê huyền bờ, không phải bờ, không phải là cái âm, nó là B. Rồi chữ C đó là đó, rồi chữ D đó là D, rồi chữ D đó là D,
chứ không thể nào mà mờ cờ lờ sờ mờ được không? Cái đó là cái âm à, thành ra cái âm đó là phải phát ra đúng. Ví dụ như chữ check là cái chữ T đằng sau tụi con phải phát ra check. Và bây giờ check mà có chữ S đó là phải check, thấy không? Đó là cái đó cô May là cô đưa tụi con qua cô May là để cô May chỉ cho tụi con cách phát cái âm cuối cùng. Rồi cái âm đầu tiên nữa, ví dụ mat là m, mat, k là cat, rồi ngồi đó là sat, nat, lat, fat, đó không? Bây giờ để bà nói về cái chữ F cho tụi con nghe, tại sao tiếng Việt Nam không có cái vần F mà chỉ có vần PH? Nhiều người cứ đổi cái chữ PH ra, cái âm PH ra thành chữ F là sai. Những ai học về ngữ học đó, ngôn ngữ học đó, cái chữ phương của cô đó, phương là PH, không? Phờ, PH, phương là miệng ngậm lại mới nó mới ra được cái chữ đó. Còn cái chữ phát, mở miệng ra là nói chữ phát, phát, phờ. Hai cái chữ nó khác nhau. Tại sao hồi xưa ông Cố Đạo ông không nói cái chữ phát ra là chữ F phờ ra chữ phương, chữ phà, chữ té, chữ phiên, mà là lấy cái chữ PH? Là tại cái âm của mình nó phát ra là bằng ngậm cái miệng lại rồi mới phát ra cái chữ phờ được. Còn cái chữ F kia đó nó là phờ. Hai cái nó khác nhau, nó không có ngậm cái miệng lại. Nha, P là phương, còn cái kia là fan. Nó không có phờ en mà là fan. Hai cái âm khác nhau. Bây giờ tụi con có hiểu không? Cho nên nhiều người cứ nói người Việt Nam đó, nhiều người không biết đó, người ta cứ nói tại sao không đổi chữ PH thành ra chữ F. Không phải, tại mình không có phát ra cái âm F của tiếng Tây, mà mình phát ra cái âm là F, F của tiếng Việt. Đó là một. Mình không có cái âm J, G đó, chữ G đó, chu chu đó, jerg, jergling đó, mình không có cái âm đó. Cho nên mình không có chữ G đó. Thấy không? À, chữ G đó mình không có, là tại vì mình nói là cái gì, chữ G, à, già, G, à, già, dành, ví dụ vậy. Rồi nó khác với chữ G, chữ D ở chỗ nào? Cái đó để cô sẽ chỉ cho tụi con. Khi tụi con biết cái đó thì tụi con học bất cứ cái ngôn ngữ nào nó cũng ra được chữ hết. Thấy không? Chữ D đó, mà D đó là cái âm âm giờ giòn của tiếng Mỹ đó, là chữ Y của tiếng Mỹ, chữ Y của tiếng Mỹ đó là giờ. Hai cái âm nó giống hệt nhau, nhưng mà cái chữ âm mà J I đó nó khác, cho nên mình mới có cái chữ J I Z, J I Z và J I Z. J I Z tại vì người ngoài Bắc nói là Z Z già. Thì mình không có thể nào là chữ D với chữ Z ra chữ già được, không được. Cho nên nó mới có chữ J-I-Z. Còn J-I-Z. Đó, giờ tụi con cô nói thêm về cái ngữ học để cho tụi con hiểu được lý do tại sao mình không có cái âm, mình không có chữ W. Là tại mình không có chữ qua qua qua, mình không có. Mặc dù mình nói hôm qua 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 nói qua qua mà qua không qua, nhưng mà không phải chữ qua đó mà là chữ qua. Qua mà mình đặt là qua, chứ mình không đặt là qua. Qua được về nó khác, J O A qua nó khác, J O G huyền gồ nó khác, mà cái chữ W là qua qua W, chứ còn cái chữ J của mình gồ nó khác, nó phải qua, đúng không? Đó, bây giờ mình hiểu được như vậy rồi đó, thì khi mình nói tiếng Mỹ nó cũng y chang nhau thôi. Bây giờ mình còn có một phút nữa thôi, mình nói chuyện chơi một chút xíu, không? À, đó Hạnh Nhữ đó, con đừng có lo, tại vì cô biết con học được, người nào cũng học được hết á, mặc dù là rất là chậm, rất là khó, nhưng mà tụi con học được hết á. Cô May cô nói là tụi con học rất là nhanh, thành ra cái đó cô thấy là rất là tốt. Thì bây giờ là tháng 12 rồi phải không, học hết tháng 12 là tụi con hết. Cô sẽ cho tụi con nghe tới nghe lui mấy cái âm ha, rồi nghe luôn cái speaking cartoon, thấy không? Speaking là nói, cái cartoon là